À, dạ vâng, Mr. Lâm Audio, hôm nay xin mến chào anh em. Thì hôm nay em mới về được một bộ Kenwood 5i, Kenwood 5i nha anh em. Thì bộ này em về thì còn rất là đẹp, bộ này có thể nói là đẹp 90% trở lên, rất là đẹp nha anh em. Đấy, bộ này đẹp là không tì vết luôn. Đấy, mặt tiền loa là đẹp keng như mới luôn, loa đẹp cực kỳ. Đấy, các thớt đều đẹp hết, không có chì xước gì hết nha anh em, đẹp tuyệt vời, 90% hơn đến 95% nha anh em. Thì bộ này nó về full phụ kiện, đầy đủ phụ kiện hết cho anh em luôn. Đấy, bộ này thì nó có cái khiển zin nha, zin khiển 5i zin theo máy luôn nha anh em. Đấy. Đây khiển remote khiển zin 5i theo máy luôn. Ở dây loa đỏ đen theo máy. Đây là anten, anten AM FM luôn nha anh em. Đây. Đây là dây kết nối với AV, zin theo của nó. Đấy, antenna MFE. Đây là catalog của nó luôn đây. Đấy. Đấy, giờ là đầy đủ bộ hết luôn. Khiển, anten, dây kết nối, catalog đầy đủ anh em. Tuyệt vời. Thì phụ kiện thì lâu lâu mới về được một bộ full phụ kiện thôi. Đặc biệt bộ này có phụ kiện mà lại máy đẹp luôn. Tất cả các chức năng của năm thớt đều hoạt động tốt hết nha anh em. Năm thớt đều chạy hoàn hảo hết. Đấy, lo là anh em khỏi chê, lo là đẹp như mới luôn, trước sau là đẹp như mới luôn cho anh em xem đây. Đấy, lo anh em thấy không, góc cạnh đẹp tuyệt vời hết, đẹp như là mới luôn á. Lo này cực kỳ đẹp luôn, phải nói là lo này là siêu đẹp, không có tì vết gì hết. Đấy, lo là không có một vết gì hết luôn, đẹp keng luôn. Đấy, lo tuyệt vời. Đấy, lo là nhìn em khui ra luôn, quá đẹp, tuyệt vời, góc cạnh đẹp tuyệt vời hết luôn, không có tì vết gì hết chứ, đẹp quá đẹp luôn. Đấy, công suất của nó là 100W một lo nghe anh em. Đấy, quá đẹp. Bass là bass 27 mà carbon nha, đẹp tuyệt vời, zin nguyên bản nha anh em, không có thay thế gì hết nha, zin nguyên bản hết từ máy tới lo nha anh em. Đây, lo bữa nay cũng tuyệt vời luôn, không có cái gì để chê luôn. Đấy, lo nè anh em xem góc cạnh nè, bên đây đẹp tuyệt vời, đẹp keng luôn nè, thấy không, hai lo đẹp như nhau hết. Đấy, máy cũng đẹp luôn, máy mặt trước mặt sau máy là mặt sau máy còn len keng đẹp luôn. Đấy, tuyệt vời hết luôn. Đấy, cho anh em ngó cái máy phía sau luôn nè, đây phía sau đẹp tuyệt vời, thì nó hơi tối một tí nhưng mà nó rất là đẹp. Đấy, phía sau hơi tối, em quay nó thiếu ánh sáng một chút nhưng mà rất là đẹp anh em, không có mà hoen gỉ sét gì hết, rất là đẹp nha anh em, không có bị oxy gì hết nha. Đây, em hoa cái đèn cho anh em xem luôn, đây đẹp cực kỳ luôn. Đây, đẹp. Phụ kiện đầy đủ nha anh em, mấy phụ kiện kết nối đầy đủ. Là mấy cái phụ kiện phía sau thì em chỉ lấy cái khác em cắm vô thôi, còn mấy cái phụ kiện zin của nó thì em chưa có cắm vô, em để y vậy luôn. Em chỉ cắm mấy cái phụ kiện khác để test máy, test âm máy thôi. Đấy, đẹp tuyệt vời, bộ này phải nói là quá đẹp. Thì cái này là cái màu màu mà màu nó là mặt nhôm anh em, màu là màu nòng súng nha anh em. Thì quay chá đèn nó hơi ấy nhưng mà nó là màu đỏ đỏ, màu nó là màu nói chung là nó đỏ đỏ hay sao á, nó rất là hay anh em, màu rất là hay, màu rất là đẹp. Đấy, màn nó rất đẹp, không bóng loáng soi gương được luôn, vì cái mũi loa rất là đẹp, bóng loáng hết, quá tuyệt vời luôn. Đây, bộ này full phụ kiện 5i thì anh em cũng đã biết chất âm đó rồi, con này đánh khá là hay, chất âm rất là uy lực. Đấy, đèn equalizer rất là đẹp nha anh em, CD băng đều hoạt động tốt hết, băng chạy hai cửa tốt hết nha anh em, CD chạy tốt, các chức năng khác hoàn hảo nè, đường kết nối đồ hoàn hảo hết. Bây giờ em sẽ test thử một cái âm của test chất âm của con này cho anh em nghe. Đầu tiên em test qua nhạc mạng đi để cho anh em nghe đỡ, CD chạy tốt anh em. Đây, ta em test nhạc mạng cho nó nhanh. Đấy, rồi anh em nghe nhạc nha.
Tiếng anh em cũng cũng đã biết dòng 5y 7y rất là hay, chất âm mạnh mẽ tuyệt vời, thì chức năng đều chạy tốt hết nha anh em, băng nào chạy tốt hết nha. Nãy giờ em sẽ cho anh em nghe băng luôn đây, để băng ra hát với anh em. Âm bằng rất là hay nha. Băng hát rất là hay nha anh em. Đấy, hai bên hát rất là tuyệt vời. Ô tô rồi chạy tốt nha. Đấy, CD cho anh em xem. CD chạy tốt luôn. Tất cả chức năng đều hoàn hảo hết. Đây. Tôi đứng bên này sông, bên kia vùng lửa.
che muộn phiền. Tôi có người vợ ngoan đẹp như trăng mười sáu, cưới rồi đành xa nhau. Nhớ đôi môi nàng hiền xinh xinh màu nắng, má nàng hồng thơm mùi thơm cho nghe anh em cái nhạc bài nhạc nó mạnh tí nha. Đấy.